Thưa Hội Thánh, Tết đang đến rồi. Năm nay chúng ta có về quê ăn Tết không ạ? Chắc là câu hỏi này chúng ta nghe rất là thường xuyên, đặc biệt trong những ngày gần cuối năm như thế này. Cứ đến Tết là người ta nô nức mong được về nhà. Mấy ngày nay thì chắc chúng ta nghe một cái bài hát rất quen thuộc, Tết, 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 Tết đến rồi. Và có một câu rất hay đó là: dù đi đâu con vẫn nhớ. Sao ạ? Về chung vui bên gia đình. Đi đâu thì cũng mong được về nhà. Vì sao? Bởi vì nhà là nơi thân thuộc của chúng ta, thân thiết và nơi chúng ta thuộc về. Có thể chúng ta nói đến ba mẹ, anh chị em, gia đình. Chúng ta nói đến nhiều kỷ niệm, nơi quen thuộc, nơi chúng ta đã lớn lên, nơi chúng ta được hình thành với những tính cách và những kỷ niệm và cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều mong được về nhà. Và hôm nay trong phần kinh thánh này rất thú vị. Đoạn cuối của sách Sáng Thế Ký, chúng ta nhìn thấy rằng Joseph mong được về nhà và Jacob là cha của Joseph cũng mong được về nhà khi họ kết thúc hành trình của mình. Chúng ta đã học với nhau 32 bài kinh thánh ở trong sách Sáng Thế Ký này. Và đây là bài kinh thánh cuối cùng. Trong 50 đoạn của Sáng Thế Ký thì chúng ta cũng đã đi lướt qua một số đoạn. Chúng ta tập trung vào một số những sự kiện nổi bật của một vài nhân vật. Chúng ta ôn lại với nhau Sáng Thế Ký có 4 sự kiện quan trọng, đó là sự sáng tạo, sự sa ngã, nước luộc và tháp Ba Bên. 4 nhân vật quan trọng đó là Abraham, Isaac, Jacob và Joseph. Ở trong phần đầu của đoạn 50, đoạn cuối cùng này của Sáng Thế Ký là kết thúc tốt đẹp của hành trình cuộc đời của Jacob, là người thứ ba ở trong ba tổ phụ đức tin. Chúng ta nghe cụm từ là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Jacob xuống Ai Cập và Jacob đã sống một thời gian khoảng 17 năm ở tại Ai Cập. Và ông hưởng thọ được 147 tuổi và qua đời. Và trước khi ông qua đời thì ông để lại lời trăn trối, mong ước rằng mình sẽ được chôn ở tại đất Canaan. Và Joseph cùng với những người anh đã thực hiện di nguyện hay là lời trăn trối của cha mình để đưa cha mình về và chôn ở tại cánh đồng Macpela, nơi mà Abraham đã mua. Và đây là một lễ tang lễ lớn nhất được ghi lại trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy rất nhiều người tham gia, tất nhiên là gia đình của Jacob lúc bấy giờ hàng trăm người rồi. Rồi chúng ta thấy rằng những trưởng lão trong triều thần của Pharaoh, rồi những trưởng lão của người Ai Cập, rất nhiều người. Và đó là một đoàn dân, đoàn người rất đông để dự tang lễ ở tại đất Canaan. Và đây là một kết thúc phước hạnh của một cuộc đời của một người mà Jacob nói rằng ông đã trải qua nhiều những truân chuyên hay là những hoạn nạn, những lúc thăng trầm ở trong cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta nhìn thấy được điều gì khi nói về cuộc đời của Jacob? Cuộc đời của Jacob là cuộc đời của nhiều những sự vật lộn và tranh chiến. Và ông vật lộn với nhiều điều, tranh chiến với nhiều điều, nhưng cuối cùng là ông tranh chiến với Chúa, được gặp Chúa và được Chúa biến đổi cuộc đời của ông. Và Chúa đổi tên ông thành Israel, là người tranh chiến với Đức Chúa Trời và kết thúc một hành trình đầy phước hạnh mà Chúa ban cho ông. Chúng ta nhớ rằng trước khi Jacob xuống Ai Cập, Đức Chúa Trời đã hiện ra với Jacob và nói rằng Jacob sẽ được đưa về xứ Canaan và Joseph sẽ làm việc đó cho Jacob. Đức Chúa Trời của Jacob là Đức Chúa Trời của sự thành tín và sự tế trị. Và tôi muốn chúng ta học được điều này trong buổi sáng hôm nay, ở trong dịp này. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thành tín và Ngài tế trị mọi sự. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac, Jacob là Đức Chúa Trời của tôi và ông bà anh chị em và Hội Thánh Chúa ngày hôm nay đấng chúng ta thờ phượng. Ngài thành tín và tế trị. Và khi nhìn lại cuộc đời của Jacob hay là của Isaac hay là của Abraham, của những tổ phụ đức tin, chúng ta nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn thành tín và vẫn thực hiện công việc của Ngài bất chấp cho rất nhiều những cái điều có thể xảy ra, bất chấp cho sự yếu đuối và những lúc mà Jacob, Joseph hay là Abraham không giữ được đức tin trong hành trình của mình. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời vẫn thành tín vì Ngài không từ chối mình được, dù chúng ta là thất tín thì Ngài vẫn thực hiện công việc của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta bám chặt lấy Ngài, tin nơi Ngài trong hành trình năm mới của chúng ta, bước tới trong sự tế trị, trong sự thành tín của Chúa và vững tin nơi Ngài. Ở trong phần tiếp theo thì
Câu 15 ghi lại đó là các anh của Joseph bây giờ thấy cha mình đã chết thì nói với nhau rằng nếu Joseph còn giữ lòng hận thù, báo thù chúng ta về những việc ác mà chúng ta đã làm cho nó thì sao? Họ sai người để nói với Joseph. Ở đây là một cái bi kịch, có thể nói như vậy, xảy ra ở trong suy nghĩ giữa các anh với nhau, bởi vì họ đã từng làm hại Joseph. Và họ nghĩ rằng Joseph vì Jacob là người cha đáng kính, cho nên Joseph đã bỏ qua lỗi lầm của họ. Nhưng bây giờ Jacob đã qua đời rồi. Có thể lòng thù hận của Joseph đã không thể nào giữ thêm được, và họ sẽ nhận lấy cái trừng phạt mà họ đáng phải chịu. Bây giờ Joseph là một người rất là có quyền lực, người quyền lực thứ hai ở tại Ai Cập, người có thể cầm giữ sự sống của nhiều người trong tay của mình. Ông có thể muốn và làm bất cứ mọi điều. Và các anh lo sợ như vậy, các anh lo lắng như vậy, cho nên sai người, họ không trực tiếp đến mà sai người để nói với Joseph. Họ đưa ra một cái câu chuyện đó là trước khi cha qua đời, cha em có nói như thế này: xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của các anh và điều ác mà các anh đã phạm khi muốn làm hại con. Bây giờ xin tha tội cho các anh của con. Và tôi nghĩ rằng đó hoàn toàn là một câu chuyện mà họ bịa ra. Họ bị ra bởi vì sao? Bởi vì họ sợ hãi. Họ không còn chân thật được nữa. Họ phải tạo ra một tình huống liên quan đến người cha quá cố của mình để mong có thể nhận được lòng thương xót của Joseph. Thay vì họ chân thật chạy đến bày tỏ nỗi sợ hãi và mong nhận được sự đảm bảo về sự tha thứ, thì họ tìm một cách khác, một sự giả dối để chạy đến và mong được Joseph có thể tha thứ. Và khi nghe điều này, nghe sứ giả chia sẻ như vậy, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ở trong câu phần cuối của câu 17, khi nghe những lời này, Joseph khóc. Vì sao Joseph khóc? Joseph khóc bởi vì Joseph biết sự thật không phải là như vậy. Joseph khóc bởi vì Joseph, các anh của Joseph vẫn chưa hiểu được tấm lòng tha thứ trọn vẹn mà ông dành cho những người anh của mình. Họ mong để có thể nhận được sự thương xót và tha thứ của Joseph, trong khi họ đã có được điều đó rồi. Joseph đã tha thứ trọn vẹn, và chúng ta học trong bài trước. Joseph nhìn nhận mọi việc trong sự tế trị của Chúa và sẵn sàng tha thứ, bởi vì ông biết Đức Chúa Trời, ông kính sợ Ngài và ông làm theo lòng của Chúa. Nhưng ở đây các anh lại lặp lại điều đó, thể hiện rằng họ chưa hiểu được lòng của Joseph, thể hiện là các anh vẫn còn sống trong sợ hãi, sống trong sự giả dối, không chân thật với những gì mà họ đang đối diện. Và tôi muốn dừng lại ở đây để chúng ta liên hệ trong đời sống của chúng ta. Có rất nhiều điều liên quan giữa Joseph và Chúa Giêsu. Chúng ta hiểu điều này. Joseph chính là hình bóng về Chúa Giêsu sau này. Và ngày hôm nay trong hành trình theo Chúa của chúng ta, tôi nhìn thấy một điều đó là xin Chúa cho chúng ta có thể chân thật khi đến với Ngài. Chúng ta cần phải bày tỏ tấm lòng của mình chân thật để đến với Chúa. Và chúng ta hiểu một điều đó là Chúa biết tất cả mọi điều. Chúng ta hiểu một điều đó là Ngài yêu chúng ta và Ngài không yêu chúng ta ít hơn khi Ngài biết chúng ta có quá nhiều lỗi lầm và những sự sai phạm với Ngài. Chúa vẫn yêu chúng ta và Ngài sẵn sàng chấp nhận để tha thứ mọi tội của chúng ta. Và đây là một sự đảm bảo. Đây là một sự đảm bảo mà ngày hôm nay chúng ta cần phải có được, đó là gì? Chúa luôn yêu thương và chấp nhận. Giống như cách mà Joseph đã yêu thương và chấp nhận những người anh của mình là vô điều kiện. Họ làm rất nhiều điều, họ hại ông, họ đối xử tệ với ông, họ muốn giết ông, muốn hãm hại ông, muốn bắt ông rồi bán ông, vân vân. Nhưng mà Joseph tha thứ cho những người anh của mình. Những cách mà Chúa tha thứ cho chúng ta và Ngài bôi xóa hết mọi tội của chúng ta. Như chúng ta nhắc nhở về sự thờ phượng sau này là dầu tội ngươi đỏ như một điều cũng sẽ nên trắng như tuyết. Một điều chúng ta cần phải hiểu đó là chúng ta phải chạy đến với Chúa với sự chân thật. Và có một người giải kinh nói rằng phải là real you to real Jesus. Phải là con người thật sự của chúng ta đến với Chúa Giêsu thật sự được bày tỏ trong Kinh Thánh. Đó là Chúa Giêsu không phải là theo cách mà người ta nghĩ bên ngoài, theo cách mà ai đã nói về Ngài. Nhưng những gì Chúa Giêsu bày tỏ với chúng ta về sự tốt lành, về sự nhân từ của Ngài trong Kinh Thánh. Và chúng ta đến với Ngài với sự chân thật. Đến với Ngài không cần phải che đậy, bởi vì Ngài biết tất cả mọi điều. Đến với Ngài không phải nghi ngờ và sợ hãi, bởi vì Ngài yêu chúng ta và Ngài chấp nhận chúng ta, Ngài tha thứ chúng ta và Ngài nói rằng Ngài tha thứ trọn vẹn cho chúng ta.
Hãy trở lại, ta không lấy nét mặt giận mà nhìn con. Chúa tha thứ, Chúa yêu thương, chúng ta không cần phải che đậy. Như buổi sáng nay chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta không cần phải giả bộ, chúng ta không cần phải tỏ vẻ, chúng ta không cần phải có một cái vỏ bọc nào đó để chúng ta chứng minh rằng tôi là thế này thế kia, mong được như thế này thế kia, và tự tạo ra một cái suy nghĩ, một tình huống nào đó để mong được Chúa chấp nhận. Ô, thưa Hội Thánh của Chúa, chúng ta không cần phải làm điều đó. Chúng ta phải là real you to real Jesus, một cái người thật của chúng ta đến với Chúa Giêsu được bày tỏ đúng đắn ở trong lời của Ngài. Và Chúa yêu thương Ngài, chấp nhận chúng ta. Chúa tha thứ mọi tội chúng ta. Cho nên mạnh dạn đến với Ngài, bày tỏ tấm lòng và sự chân thật của mình ở trước mặt Ngài. Để Chúa Trời biến đổi, Ngài sẽ đảm bảo, đem sự đảm bảo đến cho chúng ta. Khi các anh nghe như vậy, nhìn thấy mọi điều như vậy, và có thể họ đang đứng phía sau đó, họ nhìn thấy Joseph khóc, và lúc bây giờ họ kinh hãi, có thể là có một điều đó tệ hại sắp xảy ra. Cho nên câu 18, các anh của ông đích thân quỳ đến quỳ trước mặt ông và nói: này, các anh chỉ là nô lệ của em. Lúc bây giờ họ sợ quá rồi, chạy đến quỳ xuống và nói rằng: các anh chỉ là nô lệ của em mà thôi. Nhưng mà câu 19, Joseph nói với họ: các anh đừng sợ. Ôi, biết bao nhiêu lần Chúa nói với chúng ta rằng đừng sợ. Bao nhiêu lần trong Kinh Thánh mà Chúa cứ lặp đi lặp lại rằng đừng sợ con ơi, đừng sợ. Chúa đảm bảo với chúng ta, Chúa ban niềm hy vọng với chúng ta, Chúa cho chúng ta sự chắc chắn và vững tin nơi Ngài. Các Joseph nói với những người anh rất là sợ hãi của mình rằng: các anh đừng sợ, tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt ở đây. Khi một người có thể tha thứ được, không biết chúng ta có đối diện với những cái sự khó khăn trong việc tha thứ cho người khác. Tôi đối diện với những điều đó. Nhưng mà chúng ta học được điều này khi nói về cuộc đời Joseph. Ông có thể tha thứ được. Ông nói ở đây là gì? Tôi có thể thay thế Đức Chúa Trời được sao? Ông không thể thay thế Đức Chúa Trời được. Người tha thứ là người nhận ra rằng mình không thể nào có thể giữ lòng thù hận. Tha thứ là việc cần làm và việc phải làm. Và khi chúng ta nói rằng tôi không thể tha thứ, đó là chúng ta đặt mình ở trong vị trí của Đức Chúa Trời, thay thế cho Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không biết trong năm nay, trong dịp đầu năm này, có ai trong vòng chúng ta mà chúng ta đang nghĩ đến trong giờ này mà Chúa nói rằng hãy tha thứ cho người đó. Hãy nhớ và hãy học điều rằng tha thứ là điều cần làm, phải làm. Bởi vì nếu không tha thứ, chúng ta đặt mình trong vị trí của Đức Chúa Trời, giống như cách mà Joseph nhìn nhận. Và ông nói rằng ông không thể nào đặt mình trong vị trí thay cho Đức Chúa Trời. Thì có thể báo thù những người anh, muốn giết hại những người anh, muốn trả thù cho họ về việc xấu họ đã làm. Kinh Thánh nói như thế nào? Sự báo thù thuộc về ta. Đức Chúa Trời nói như vậy. Sự báo thù thuộc về Đức Chúa Trời. Và chúng ta tha thứ và chúng ta không giữ lại lòng hận thù và kế hoạch để báo thù. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng điều đó thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy sống tha thứ và tha thứ trọn vẹn. Hãy trao phó và tin cậy với tấm lòng của chúng ta nhận biết Chúa và kính sợ Ngài. Thì theo, vâng theo lời của Ngài. Câu số 20. Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành một điều lành để thực hiện việc xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Ở đây là một trong những câu Kinh Thánh chìa khóa trong cuộc đời của Joseph. Đây là một lời tuyên bố về sứ mạng, về sự tồn tại mà Joseph đã nhìn ra trong cuộc đời của mình. Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành một điều lành để thực hiện việc xảy ra hôm nay, là cứu mạng sống bao nhiêu nhiều người. Đức Chúa Trời dùng Joseph, và Joseph hiểu rõ được sứ mạng cuộc đời của mình là gì. Ông sống để làm gì? Và thưa Hội Thánh của Chúa, chúng ta cần nhận lấy sự đảm bảo này trong đời sống của chúng ta, rằng Chúa Ngài định cho nó thành một điều lành. Kinh Thánh nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở đây Kinh Thánh nói rất rõ, Joseph nói rằng các anh định cho nó, các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời định cho nó thành một điều lành. Ở đây không phải là Đức Chúa Trời Ngài phải xử lý tình huống để Ngài có thể thay đổi, giống như kiểu là chúng ta thấy rằng các anh Joseph trở nên rất là xấu xa và làm việc này việc kia với Joseph, cho nên lúc đó Chúa phải can thiệp vào, Chúa xử lý, Chúa giải quyết những nan đề xảy ra. Ồ không, ở đây là một cái sự định sẵn của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Các anh định hại tôi, nhưng có một kế hoạch khác hơn, kế hoạch tể trị mọi sự, kế hoạch lớn hơn, đó là Chúa định cho nó thành một điều lành. Ồ, giống như chúng ta hai cái kế hoạch song song với nhau. Ồ, Chúa đã định cho nó thành một điều lành, và Chúa thực hiện công việc của Ngài. Ồ, mọi sự hiệp lại trong đời sống của chúng ta là gì?
là ích lợi cho chúng ta, cho những người yêu mến Chúa và những người sống theo sự kết. Chúng ta nhìn thấy ở điều này khi nói về sự hy sinh của Chúa Giêsu. Và khi Phi-rơ ông nhìn lại mọi việc xảy ra với Chúa Giêsu, thì Phi-rơ giảng ở trong bài giảng công vụ các sứ đồ đoạn 2, ông nói rằng Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và biết trước của Đức Chúa Trời. Và các ông đã mượn tay những kẻ gian ác mà đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và giải thoát Ngài khỏi sự thống khổ của sự chết. Rất rõ là các ông định giết Ngài, nhưng Đức Chúa Trời đã định cho việc sử dụng điều đó trở thành một nguồn phước và nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người. Và thưa Hội Thánh, xin cho chúng ta có thể nhận biết rằng Chúa đang định mọi việc trở thành điều lành cho chúng ta, để chúng ta tin cậy bước đi. Biết Chúa tể trị, tin cậy bước đi. Không có điều nào là điều bất ngờ đối với Chúa. Không có việc là Chúa phải đi xử lý tình huống khi nó xảy ra ngoài sự kiểm soát của Ngài. Mọi việc lớn nhỏ, mọi việc tốt xấu xảy ra trong đời sống của chúng ta không vượt ra khỏi sự kiểm soát của Ngài. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ chuộc lại tất cả. Ngài nói rằng Ngài sẽ định cho mọi việc trở thành điều lành để đảm bảo kết thúc tốt đẹp trong hành trình bước đi của chúng ta. Hãy nói về Joseph, khi nhìn lại cuộc đời của Joseph, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã định cho tất cả mọi chi tiết, dù những điều tệ hại mà những người anh có thể làm cho Joseph, những điều tệ hại mà những người khác có thể làm cho Joseph, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tể trị trong kế hoạch tuyệt đối của Ngài. Nếu Joseph không bị bán qua Ai Cập, thì ông không thể vào nhà của Phô-ti-pha, đúng không? Nếu ông không vào nhà Phô-ti-pha, thì ông sẽ không bị vợ Phô-ti-pha cám dỗ và vu oan. Và nếu ông không bị cám dỗ vu oan, thì ông sẽ không vào tù. Nếu ông không vào tù thì ông sẽ không gặp những vị quan của Pharaoh đang bị nhốt ở trong tù. Và nếu ông không bị nhốt ở trong tù thì ông sẽ không có cơ hội để có thể không gặp những vị quan thì không có thể cơ hội để gặp Pharaoh. Và nếu ông không gặp Pharaoh thì ông không thể giải mộng cho Pharaoh. Và nếu ông không thể giải mộng cho Pharaoh thì ông không thể trở thành tể tướng. Và nếu ông không trở thành tể tướng thì ông không thể cứu gia đình mình được. Và nếu gia đình của ông không được cứu thì gia đình của ông sẽ bị chết vì nạn đói. Mà nếu gia đình của ông bị chết vì nạn đói thì dòng dõi về tuyển dân của Chúa sẽ bị tuyệt diệt. Và nếu dòng dõi tuyển dân bị tuyệt diệt thì sẽ không có sự sinh ra của Đấng Christ của Chúa Giêsu. Và nếu Đấng Christ không xuất hiện thì sự hy vọng và cứu chuộc con người sẽ không có. Và nếu không có sự hy vọng và cứu chuộc cho con người thì chúng ta không có ở đây hôm nay. Đó là sự tể trị của Chúa. Đó là cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã lập kế hoạch cho tất cả mọi điều xảy ra, và thậm chí từ cuộc đời của Joseph liên quan đến chúng ta ngày hôm nay, trong buổi sáng hôm nay, ngồi trong nhà thờ này. Chúa như là một vị thuyền trưởng, Ngài sẽ đưa chúng ta đến bến bờ, dù cho bao nhiêu phong ba bão táp cuồng phong nổi lên ở trong hành trình, nhưng mà Chúa sẽ đưa chúng ta đến đích. Và đó là điều chắc chắn, và đó là sự đảm bảo mà mỗi chúng ta nắm chắc trong hành trình bước đi với Chúa ở trong những ngày đến của chúng ta. Có một chuyện, câu chuyện kể lại về một cơn bão xảy ra ở trong một chuyến đi từ Liverpool sang New York. Khi đi ngang qua Đại Tây Dương thì lúc bây giờ cơn bão nổi lên và con thuyền đối diện với một cái nguy kịch rất lớn. Mọi thứ bên trong con thuyền rung chuyển, mọi hành khách đều rất là sợ hãi và thức dậy trong đêm. Họ lo lắng bởi vì họ nghĩ rằng có một điều tồi tệ sắp xảy ra. Ở trên thuyền đó có một cô bé 8 tuổi cũng thức dậy giữa đêm và cũng đối diện với nhiều những sự rối loạn trong chiếc tàu đang xảy ra như vậy. Nhưng sau đó cô bé lại rất là bình thản và đi ngủ trở lại. Và nhiều người hỏi rằng, ủa tại sao con không sợ, tại sao con không lo? Thì cô bé trả lời rằng, ba của con đang là thuyền trưởng và con không có gì phải lo lắng cả. Và đúng như cô bé đã nói, một vài phút sau chiếc tàu bình yên trở lại, cơn bão đã đi qua. Chúng ta có biết rằng Chúa của chúng ta đang là thuyền trưởng cuộc đời của chúng ta. Sẽ trải qua những giông bão, những sóng gió trong hành trình, nhưng mà Ngài đảm bảo rằng chúng ta sẽ đến bên bờ. Ngài đảm bảo rằng chúng ta sẽ đến được đích. Đó là sự đảm bảo và sự hy vọng nơi Ngài mà chúng ta mỗi người nắm chắc ở trong hành trình năm mới và trong những năm tiếp theo, trong những ngày tiếp theo trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đi tiếp phần còn lại. Ở trong câu số 22 trở đi thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Joseph
đã sống ở tại Ai Cập một thời gian 110 tuổi và ông được nhìn thấy những thế hệ con cháu của mình và Joseph qua đời. Đây cũng là một kết thúc nữa trong hành trình của một nhân vật, của một người sống với đức tin và sự hy vọng nơi Chúa. Nếu nhìn lại toàn bộ cuộc đời của Joseph thì chúng ta sẽ nghĩ đến điều gì? Chúng ta sẽ nói gì về người này? Một người với những giấc mơ, một người kính sợ Chúa, một người trung tín và chiến thắng cám dỗ. Hay là chúng ta nói ra, Joseph là một người rất là khôn ngoan khi giải nghĩa những giấc mộng, đặc biệt là của Pharaoh. Hay là chúng ta nói rằng, Joseph là một tể tướng, là một chính trị gia, tài ba và lỗi lạc. Hay là chúng ta nói rằng, Joseph là một người tha thứ cho những người khác. Một người Joseph là một người đem đến sự giải hòa. Nhưng mà khi nhìn lại cuộc đời của Joseph, tác giả Hebrew đã nói một điều thôi về Joseph. Hebrew đoạn 11 câu 22. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời đã nói về việc con cháu Israel ra khỏi Ai Cập và truyền dặn về hài cốt mình. Điều còn lại mà tác giả Hebrew nhìn lại về cả hành trình cuộc đời với rất là nhiều điểm nổi trội của Joseph đó là gì? Đó là đức tin. Bởi đức tin mà Joseph lúc gần qua đời đã nói về việc con cháu Israel ra khỏi Ai Cập và truyền dặn về hài cốt của mình. Chúng ta đến với câu 24 của sách ký 50. Joseph nói với các anh rằng, tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh em, đem anh em ra khỏi xứ này để trở về xứ mà Ngài đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Joseph bắt những con cháu Israel phải thề rằng, khi Đức Chúa Trời thực sự thăm viếng anh em, thì anh em sẽ đưa hài cốt của tôi ra khỏi xứ này. Và Joseph qua đời hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta dùng thuốc thơm ướp xác Joseph và liệm trong một quan tài tại Ai Cập. Chúng ta nhìn thấy điều gì? Joseph nói những lời cuối cùng đầy đức tin rằng chắc chắn Chúa sẽ thăm viếng anh em. Và anh em phải thề với tôi rằng anh em phải đưa hài cốt tôi ra khỏi xứ này. Joseph đã dành hầu hết cuộc đời của mình tại Ai Cập. Đã trở nên rất thành công và đầy quyền lực, là người thứ hai trong toàn bộ đất nước Ai Cập. Nhưng ông không thuộc về Ai Cập. Ông vẫn có niềm hy vọng về đất hứa, về Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã hứa với Abraham, Isaac và Jacob về đất hứa mà Chúa ban cho. Ông không thuộc về Ai Cập. Ông không muốn được chôn ở nơi xa lạ này. Ông muốn rằng ngày Chúa đem dân Israel trở về thì phải đem hài cốt của ông trở về. Thời gian của ông ở Ai Cập là một thời gian tạm thời. Ông mong đợi một nơi mà ông sẽ trở về. Và tạm thời mà chúng ta định nghĩa đối với Joseph là 400 năm. Đúng không? Tạm thời rất là ngắn. 400 năm để Joseph có thể nghĩ rằng chờ đợi Đức Chúa Trời thực hiện điều Ngài đã hứa với Abraham rằng Ngài sẽ đưa dân Israel trở về Ai Cập. Thưa Hội Thánh của Chúa, xin cho chúng ta cũng suy nghĩ và hướng đến mong trở về. Mong ngày trở về thật sự của chúng ta. Chúng ta đừng nên suy nghĩ và đầu tư và tích trữ nơi xa lạ này, nơi mà chúng ta gọi rằng đây chỉ là chỗ tạm, chỗ ở trọ. Chúng ta chỉ là khách qua đường. Đừng nên đầu tư cuộc đời của mình, đừng nên dành quá nhiều những cái công sức của mình chỉ để chăm cho những việc trước mắt mà thôi. Nhưng hãy mong ngày trở về. Như cách mà Joseph mong cho mình ngày trở về. Ông không muốn người ta chôn ông tại Ai Cập, nhưng ông muốn được ướp xác và để trong một quan tài. Và chúng ta tưởng tượng là trong 400 năm đó, bao nhiêu con cháu Israel sẽ hỏi rằng có quan tài này có nghĩa gì? Chúng ta tưởng rằng trong một lớp học nào đó, một rabbi Do Thái sẽ dạy dỗ cho những học sinh rằng cái quan tài này là của một cái vị tể tướng rất là có quyền lực của chúng ta, là Joseph. Là người nói rằng phải để ông chôn xác, không được chôn xong mà để trong quan tài này cho đến ngày trở về đất hứa. Hài cốt của ông trở thành bằng chứng về sự hy vọng. Bằng chứng rằng một ngày kia Chúa sẽ thăm viếng dân Ngài và đưa dân Ngài trở về nơi họ thuộc về. Ai Cập không phải là nhà của họ. Dù Joseph rất thành công và thịnh vượng, trở nên rất quyền lực và có đầy đủ mọi điều mình có, nhưng mà đó là nơi xa lạ. Đó không phải là nhà. Dù chúng ta có thành công, thịnh vượng trong cuộc sống, dù những phước hạnh Ngài ban ơn chúng ta và chúng ta biết ơn Chúa về tất cả mọi điều, nhưng anh chị em ơi, nhà của chúng ta không phải ở đây. Trần thế chẳng phải quê hương. Chính tôi đây, thân lữ hành. Nhà cha trên nơi thiên quốc chất chứa bao châu báu tôi.
Sứ Thánh hát sướng tưng bừng, sướng lên trên thang chờ mong. Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô nhơ này. Rất nhiều những bài hát thánh ca ngày xưa nhắc nhở chúng ta về đời sau, về cõi đời đời. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rằng ít hơn. Và khi tôi hát những bài thánh ca ngày xưa thì tôi thấy được nhắc nhở và luôn được nhắc nhở về niềm hy vọng về ngôi nhà thật sự của chúng ta. Ví dụ như bài Tâm linh tôi yêu nên thay. Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tin xưa này. Khi cất đám mây đen trên đời này kèn thổi tiếng trên không, Jesus Christ tái lâm ngay. Và tôi khích lệ hội thánh của Chúa và những anh em nhạc sĩ trong hội thánh nên viết những bài thánh ca về ngày Chúa trở lại. Ôi, nó cần thiết lắm. Chúng ta phải nhắc nhau. Chúng ta phải nhắc nhau về quê hương thật sự của chúng ta. Giống như cách mà Joseph nói rằng hài cốt của ông thành một bằng chứng về sự nhắc nhở rằng một ngày kia Chúa sẽ thăm viếng dân Ngài và đưa dân Ngài trở về đất hứa. Xin Chúa cho chúng ta có thể sống với sự hy vọng mong Ngài trở về. Sống trong hy vọng mong Ngài trở về. Và đúng như điều Joseph đã mong đợi và giống như lời tuyên đoán hay là lời công bố về đức tin và hy vọng, 400 năm sau thì Môi-se đã đưa hài cốt của Joseph trở về khi ông dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Và trong Môi-se ghi lại rằng Giô-sê đem hài cốt của Giô-sép và chôn ở tại Si-chêm ở trong đất hứa. Ông được chết và được ướp xác để trong quan tài đó trong một thời gian 400 năm. Và sau 400 năm thì ông thật sự được yên nghỉ trong đất hứa giống như điều ông mong đợi. Và nếu chúng ta nhìn toàn bộ câu chuyện của Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng dân Chúa luôn mong về đất hứa. Khi ở Ai Cập, họ sống với niềm hy vọng một ngày kia họ sẽ về đất hứa. Khi họ ở lưu đày ở tại Babylon, họ sống với niềm hy vọng là một ngày kia Chúa sẽ thăm viếng và đưa họ trở về đất hứa. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đang sống như vậy. Có thể gọi là nơi xa lạ, có thể là gọi là nơi bị lưu đày, nhưng mà chúng ta một ngày sẽ trở về. Chúa Giêsu nói điều đó. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đi để Ngài chuẩn bị cho chúng ta một chỗ. Mà Ngài chuẩn bị chúng ta một chỗ rồi, Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta đi với Ngài. Hầu cho Ngài ở đâu thì chúng ta cũng sẽ được ở đó với Ngài. Đó có phải là niềm hy vọng của chúng ta không? Đó có phải là niềm hy vọng mà ngày hôm nay chúng ta bám chặt lấy để sống và bước đi trong hành trình sắp đến của chúng ta? Con cảm ơn Ngài vì con sống có niềm hy vọng. Nhà Cha trên thiên cung là một nơi mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho con. Rồi một ngày Chúa sẽ trở lại đem con đi với Ngài và con sẽ được ở, con sẽ được an nghỉ nơi nhà thật sự của mình. Con mong Ngài trở về. Chúng ta sống trong hy vọng và mong Ngài trở về. Xin Chúa cho niềm hy vọng này là chiếc nêu của cuộc đời chúng ta. Dù cho trong trên bao nhiêu trong hành trình sắp đến, anh chị em phải nhớ và phải luôn nắm lấy niềm hy vọng này rằng tôi sẽ về nhà. Một ngày kia tôi sẽ về nhà và đó là nhà thật sự của tôi. Hãy nhắc nhau rằng đừng bao giờ dành quá nhiều công sức tích trữ nơi thế giới này. Chúa Giêsu nói là đừng tích trữ nơi thế gian. Hãy tích trữ trên thiên đàng. Hãy sống như là một người khách đang đi qua trọ, như một khách đi đường, nhưng mà chúng ta chưa thật sự đến nơi chúng ta thuộc về. Có những cuốn sách dạy như là Your Best Life Now. Không. Cuộc sống tốt nhất của chúng ta không phải ở đây. Không có Your Best Life Now nào. Không có cuộc sống tốt nhất nào ở đây cả, anh chị em. Cuộc sống tốt nhất của chúng ta là sau này, là ở cõi đời đời. Hãy sống trong hy vọng, mong ngày trở về. Mỗi ngày trôi qua, ngày Chúa Giêsu trở lại càng gần hơn rất nhiều. Những ngày qua thì tôi đọc một bài báo rất thú vị. Họ nói về cái mà người ta gọi là chiếc đồng hồ tận thế của tổ chức có tên là BAS. Tổ chức này là những nhà khoa học và những chuyên gia nhận định về tình hình thế giới. Và người ta đưa ra những con số về chiếc đồng hồ này để người ta có thể đo lường nó ở trong thời điểm nào cho đến giữa khuya. Thì người ta nói trong năm 2024 này là chiếc đồng hồ tận thế đang dừng lại ở 90 giây cho đến ngày cuối cùng của thế giới này. Bởi vì căn cứ trên tình hình chiến tranh đang xảy ra với sự biến đổi về khí hậu v.v. Trước đây thì người ta bắt đầu với những năm bình yên hơn thì người ta nói 17 phút rồi 7 phút cho đến ngày cuối cùng của thế giới. Bây giờ chỉ còn có 90 giây thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài đang đến rất gần. Hãy sống với sự hy vọng và mong Ngài trở về. Hãy sống đầu tư cuộc đời mình vào cho điều sẽ còn lại đời đời. Hãy sống như cách mà Joseph đã sống
và như cách mà ông đã chuẩn bị cho sự chết của mình, chờ đợi ngày Chúa viếng thăm để trở về. Xin Chúa ban ơn trên chúng ta, để trong năm mới này chúng ta có sự đảm bảo, chúng ta có sự hy vọng, và sống trong hy vọng một ngày trở về. Xin mời thánh đứng lên. Chúng ta sẽ cùng thờ phượng Chúa với nhau. Chúa là nơi ẩn náu cho con, và chúng ta sẽ vững lòng tin cậy với sự đảm bảo chắc chắn, với niềm hy vọng không bao giờ chuyển lay. Dù cuộc sống này như thế nào, nhưng anh chị em ơi, vị thuyền trưởng của chúng ta chính là Chúa Giêsu, và Ngài sẽ đưa chúng ta đến với bến bờ. Chúng ta sẽ nhận được phước hạnh thật sự trong ngày chúng ta gặp Chúa Giêsu của chúng ta. Hãy cùng tôi thờ phượng Chúa và dâng lên Ngài đức tin và sự hy vọng của chúng ta, sự tin cậy của chúng ta nơi Chúa. Linh hồn con đang nghĩ nơi một mình Chúa. Sự cứu rỗi con từ ngày mai đến. Ngài hằng là vâng đã, và sự cứu rỗi của con. Chúa là nơi ẩn náu cho con, nơi kể trong con sống mỗi ngày trên đời. Xin Chúa Giêsu, Ngài là duy nhất. Rồi của con chưa là nơi ăn nắng cho con lo sợ chỉ khi có Chúa gần bên con, đôi tay quyền năng cha dẫn dắt hàng trăm năm vòng ta cuồng rồi khi Chúa phán lặng yên đầy. Chỉ khi có
hy vọng và có sự đảm bảo mà Chúa đem đến cho chúng ta. Hãy nói với Ngài: Chúa ơi, dù cuộc sống con có vô diện với bao nhiêu khó khăn, cảm ơn Ngài vì Ngài hứa ban sự đảm bảo cho con. Cảm ơn Ngài vì niềm hy vọng không chuyển lay mà chúng con có được nơi Ngài. Chúng con sẽ giữ niềm hy vọng này như chiếc neo của cuộc đời chúng con, của linh hồn chúng con, rằng một ngày chúng con sẽ được trở về, rằng chúng con sẽ về với nhà của mình, quê hương thật sự của chúng con. Xin cho chúng con vững tin trong hành trình bước đi và ngửa trông lên Ngài. Chúa ơi, là đấng đã phán hứa, Ngài là vị thiên trưởng sẽ đưa chúng con đến bên bờ. Ngài sẽ không bỏ chúng con giữa chừng, Ngài không bỏ rơi chúng con trong hành trình của chúng con. Ngài đảm bảo với chúng con, Ngài ban niềm hy vọng cho chúng con để bước tới. Nhưng xin cho mắt chúng con sẽ không chú về đời này, mắt chúng con sẽ không chú về thế gian này, nhưng mà chúng con hướng lòng lên, nhìn lên Chúa và chú tâm những điều ở trên trời, là nơi Đấng Christ gọi bên hữu của Chúa này. Chúng con thuộc về trời, chúng con thuộc về thiên đàng, và chúng con sẽ sống chờ đợi ngày chúng con trở về với niềm hy vọng vững chắc nơi Ngài. Cảm ơn Ngài Jesus ơi, với niềm hy vọng Ngài ban cho chúng con để đối diện với hành trình năm mới và những ngày sắp tới của chúng con. Con đặt lòng hy vọng và đức tin của mình nơi Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện với lời đức tin và hy vọng cho những anh em đang đứng bên cạnh, để cho anh em vững lòng bước tới. Dù trong cuộc sống hiện tại và tương lai như thế nào, anh em sẽ có đức tin và hy vọng nơi Chúa. Sống trong hy vọng, mong Ngài trở về. Chúng ta cầu nguyện cầu thay cho nhau trong giờ. Cảm ơn Ngài đã đem đến niềm hy vọng, đức tin đến cho Chúa. Con đặt lòng tin nơi Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa ơi, xin cho hội thánh của Chúa vững lòng xin cậy để bước tới trong hành trình phía trước. Bám lấy Ngài, nương nơi Ngài, nhờ cậy Ngài. Đấng đã phán với chúng con, Ngài là thành tín, Ngài sẽ làm việc đó. Cảm ơn Chúa Giêsu nhiều lắm. Tay quyền làm cha dẫn dắt hàng trăm non. Chúng ta cùng đưa tay của mình lên với lòng tin quyết lên Ngài, có hy vọng và đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu của chúng ta. Khi linh hồn ngồi dưới cánh cha an bình thay. Con lo sợ chi khi có Chúa gần bên con. Đôi tay quyền cha dẫn dắt hàng trăm năm, phong ba cuồn rồi khi Chúa phán lặng yên ngày. Vì linh hồn đường dưới cánh cha an bình thay, vì linh hồn đường dưới cánh cha an bình thay, vì linh hồn đường dưới cánh cha. Của chúng con dơ cao, đức tin của chúng con dâng lên, niềm hy vọng của chúng con công bố trong buổi sáng hôm nay giữa vòng hội thánh Ngài, giữa cộng đồng dân Chúa, rằng chúng con tin nơi Ngài, rằng chúng con được đảm bảo nơi Ngài, rằng chúng con hy vọng nơi Ngài,
Và Chúa ơi, xin cho chúng con giữ niềm hy vọng này như là chiếc nail của cuộc đời, chiếc nail của linh hồn, chiếc nail của gia đình, chiếc nail của hội thánh Ngài. Và Chúa hứa ban với chúng con một quê hương tốt hơn, nhà thật sự của chúng con. Cảm ơn Ngài, Chúa Giêsu ơi, Ngài đã chuộc chúng con, Ngài đã chọn chúng con và Ngài cho chúng con sống hình định trên đất này. Nhưng mà chúng con chỉ là khách qua đường, chúng con chỉ là những người ở trọ. Chúng con mong được về nhà, chúng con mong được ngày gặp Chúa, được ở với Ngài. Xin cho chúng con cứ tin cậy hy vọng nơi Chúa và trong đời Ngài. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay về sự thờ phượng này. Ngài ban ơn chúng con và xin dâng sự vinh quang lên cho Ngài. Và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.